Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm chuyên mục clip lưu trữ trong tháng 8, tháng sinh nhật Game One Punch Man. Thì acc đầu tiên của ngày hôm nay là acc Flash Genji. Đấy. Acc này là của bạn bạn Thái. Đúng rồi, bạn Tuyền, nhầm, sorry bạn Tuyền. Thì bạn Tuyền gửi cho tôi nhưng mà bạn Tuyền là bận đi làm cho nên là kêu là anh cứ vô đi, anh tư vấn đội hình với là định hướng mấy con tướng tương lai cần lấy cho em. Rồi. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu vô chết tướng trước và chết kho đồ sau. Giảm nhỏ âm thanh lại một tí. Rồi. Acc này đầu tiên là acc cụm cũng chung chung, không mới cũng không cũ. Thì có Kabuto, có Gogetsu không siêu tuyệt kỹ mà Gogetsu 1. Có Boros, có Shikin và có con mực. Thì theo tôi đánh giá nha, acc này hiện giờ là đi full 6 con quái nhân đúng không? Y như rằng luôn. Đúng rồi. Acc này là hiện giờ đi 5 quái nhân và 1 tội phạm thì nó cũng tính là bên hệ quái nhân luôn rồi, là full quái nhân. Thì chắc chắn luôn, để tôi coi thử là coi sơ về tướng trước, nhưng tướng thì chắc trang bị đỏ không? Ôi, mày vừa mới tính nói trang bị đỏ không nhiều, con Kabuto full đồ à. Ôi, full đồ HP luôn. Đồ công thì không có. Đồ công thì ít. Cái này là 5 HP trước. Ok, thì chúng ta coi thử kho đồ trước. Đây, để coi. Ôi, hên quá, mẹ acc này còn cứu được. Acc này là 200, còn 200 giấy điên là đủ lấy con tăng tớp. Và chúng ta coi thử là lấy tướng thì Kabuto là không có siêu tuyệt kỹ. Gogetsu cũng không có siêu tuyệt kỹ, Boros thì có siêu tuyệt kỹ. Shikin không lấy siêu tuyệt kỹ và mực có siêu tuyệt kỹ mà tôi không hiểu tại sao lấy con mực giờ mà không nâng lên 5 sao. Giờ này con mực còn, giờ này tới bây giờ rồi. Mày, bây giờ tôi không hiểu luôn là tới bây giờ rồi mà giờ này con mực vẫn có người chưa lên 5 sao vàng. Trời ơi, tôi không hiểu luôn á, tại sao một cái con tướng là co là nó ra từ đầu game mà mấy em nâng cái gì mà để tới giây phút này mà con mực nó chưa lên được 5 sao vàng hay gì ta? Mà con mực này chưa có, con mực này có siêu tuyệt kỹ nha. Trời ơi, ra tới Shikin rồi mà lấy combat gì nữa thì con mực này lấy combat đi cũng phải lên, tại vì lấy combat thì cũng đâu có lấy con Sam đâu. Chịu. Cái ca này tôi bó tay bây giờ nâng đâu được ở đâu. Bây giờ tháng sau là con tăng top rồi, là phải nâng con tăng top. Rồi xong bây giờ là phải nâng con Shikin nữa, rồi sao mà kịp con mực này lên 5 sao mà con mực này nó là co nha. Rồi con mực này đi với mấy anh em suốt đầu luôn á, bây giờ chưa ra co mới là con mực này đi với mấy anh em suốt gần như là ít nhất phải hơn 5 nữa. Trời ơi, giờ này con mực còn chưa nâng lên 5 sao vàng, 5 sao tím. Trời ơi, đi BK thọt biết bao nhiêu thọt, biết bao nhiêu lượng giảm đam mới lại đường debuff trên kỹ địch. Trời ơi, không hiểu luôn mà trong cái nó nâng bom lên 54 sao tím làm gì, zombie man 4 sao tím. Trời ơi, khổ vậy. Tiếp theo nữa là acc này hiện giờ nha là thọt anh hùng cực kỳ thọt, gần như là không lấy một con nào anh hùng luôn. Không lấy một con ít rồi cộng nào anh hùng chày cũng không có. Rồi chắc chắn đi tháp đi không được luôn, chút nữa ra chết tháp là biết là chày không có. Sam cũng không có. Thì acc này gần như là bắt buộc phải lấy con tăng tớp nếu muốn đi. Thiệt. Nếu muốn đi đường dài tiếp thì acc này bắt buộc, gần như là bắt buộc phải lấy con tăng tớp luôn. Nè, sao nít đủ lên 5 sao tím nhưng mà không có siêu tuyệt kỹ. À. Nâng lên 5 sao vàng, 4 sao tím nhưng mà không có siêu tuyệt kỹ. Dư ra một đống mảnh luôn nè, đây nè. Dư ra 20 mấy mảnh luôn. Dư ra 20 mấy mảnh luôn. Không chày, không flash, không sam, không gì hết, không anh hùng luôn. Là chơi toàn bộ là full quái nhân luôn. Thì tôi nói acc này bây giờ là sơm sơ qua là ngang, bắt đầu giờ mình coi vô tính năng chiến thuật nè. Mấy anh em nào hỏi thì từ từ tôi trả lời nha, tôi tập trung vô tôi làm clip lưu trữ á. Mấy anh em nào hỏi thì từ từ tôi trả lời sau. Anh hùng là hiện giờ là ok, full đồ vũ đầu, vũ trang là bút tóc với lại khiên, ghét đấu ok, trị liệu ok, nói chung là cũng ngon ổn, nói chung là cũng khá ổn về mức cơ bản thôi, cũng tạm, nói chung là không thảm như những nhà khác, nhưng mà đi cơ bản là anh hùng vẫn kích đủ được chiến nè, vẫn kích đủ anh hùng nè, quái nhân ok để đủ nè, vũ trang nè ổn, nói chung là về cơ bản là tính năng chiến thuật vừa hơn vừa ổn. Hơn là ở đây là cái trị liệu lên được 2 sao đều nè. Thì thiếu cái này không ra thôi, là nói chung là vẫn có ổn. Cái này là hên, cái này là chắc chắn là hên luôn nhưng mà là ổn. Thì chúng ta vô coi chiếc tháp tự là tháp đi được nổi không? Để coi tháp bây giờ là tôi nghĩ là không có anh hùng nữa, chắc đi.
không đủ khả năng để đi rồi, tại vì anh hùng đâu có nào đi được đâu, để câu tháp thôi đó, đi tới tầng 9 là đứng ngắt rồi, còn 62 chì luôn, hai bên đều đi tới tầng, một bên tầng 8, một bên tầng 9, cái bên đây đi tới tầng 3 luôn đấy, có bày trận rồi, đi nổi không này, đi sao nổi, coi thử đi, đi được không, coi thử đi, đi đi thử một tên đi được không. Đi được không? Thử coi. Thế đội hình bây giờ anh hùng mà không có Tatsumaki V2, rồi không có một con tướng SR nào hay là LSR anh hùng nào để mà gánh, thì đi tháp bây giờ gần như là bỏ cái tháp luôn rồi. Ảo cảnh thì còn đi được, ảo cảnh thì cầm Kabuto với skin vẫn đi khỏe, nhưng mà ạc này như là full quái nhân. Chứ gần như là 100%, 100% full quái nhân luôn. À vẫn qua được nè, vẫn vẫn lết được, vẫn lết được, vẫn lết được. Đi được chắc tới tầng cỡ tầng 15 20 gì đó. Rồi ok, đi tới quái nhân thì khỏe rồi, quái nhân thì nó khỏe thôi rồi rồi. Quái nhân thì nó khỏe rồi. Thì để khi mà đánh xong cái này chúng ta ra tiếp tục coi chuyên mục tư vấn tiếp, thì cái ạc này là đầu tiên là còn vé. Ạc này đầu tiên là còn vé nha, còn vé đen rất là nhiều. Không biết có nạp hay không, nhưng mà nếu cái lượng vé đen này thì nên lấy con tăng tớp nha. Nếu mà chủ gạch có coi á, thì ngày mai cô like lại á, thì là nên lấy con tăng tớp nha, nên lấy con tăng tớp. Lấy con tăng tớp để gánh phía bên anh hùng, ít nhất là phải có một con để đi bên anh hùng chứ. Bây giờ chứ nếu bây giờ nha, tôi nói ví dụ nếu như bây giờ mà không lấy con tăng tớp, mà trường hợp mà để vé lấy con đi cây đi, thì một vàng tướng này cô đâu có con nào tương tác với con đi cây ngon đâu, có con skin nè, con skin lại con Boros này, là con mực này, ba con này là tương tác với CODK à, cùng hai con này đâu có tương tác với CODK đâu đấy, mà sẽ bị thọt rất là nhiều, thọt cực kỳ thọt luôn á. Thì hiện giờ ăn này là lời khuyên đầu tiên là mới nên lấy anh hùng. Anh hùng thì nên chọn con tăng tớp, và con DK thì có thể lấy con bách cũng được, nếu trong trường hợp quay con tăng tớp, quay con tăng tớp nó bị xui, thì khả năng cao là hướng về con tăng tớp nhiều hơn đấy. Còn về tính năng chiến thuật á, còn về tính năng chiến thuật thì tôi thấy là ok rồi, đi cơ bản vậy, tại vì đi tháp không được là được đủ thẻ, ghét đấu mà được đủ thẻ như thế này là quá ngon luôn rồi, thiệt sự là quá ngon. Anh hùng thì cũng kích được full vũ trang, cũng kích được sáu cái anh hùng, vũ trang thì cũng kích được mớ, ghét đấu thì kích full, công nghệ thì cũng kích đầy đủ, nói chung là ok. Về thẻ thì cơ bản thôi, đi ở mức tầm trung và cơ bản, nên con thử cấp nó thật không. Ảc này hạng 38 cấp 110. Giờ này 107 thì ảc này như cũng hơi bị thọt cấp. Cũng hơi bị thọt cấp đó. 109 thọt 2 cấp. Thọt 2 cấp là tính ra là chơi sao mà trời. Sao mấy nhiệm vụ này không làm cái này là chơi, hình như chắc cũng phải có nghỉ hoặc là bỏ một thời gian, thọt 2 cấp chắc cũng 2 cấp thì cũng cứ tầm tháng. Tháng hoặc là tháng hơn tí, tầm đó. Đấy. Thì để mà xây dựng đội hình lại thì nên lấy một con anh hùng, hầu như là vậy đấy. Chứ bây giờ mà cầm cái đội hình mà full quái nhân này, tôi nói khi mà ra coi đi cây nha, khi mà ra coi đi cây á, là con Kabuto này cút đầu tiên. Con Kabuto với lại con Kogetsu này thì còn chơi được một chút. Nó cùng con Kabuto này mà vô coi đi cây là gần như nó mất tương tác luôn, tại vì nó bị bỏ cái, mất đi cái nội tại mà tăng giới hạn máu tối đa. Hai con này là cút đầu tiên. Của cái sư thì còn may ra cái bét nó chống chịu sát thương, thì còn lại chơi được con skin, con mực, con Boros và con Sonic này là kích vũ trang vậy thôi. Thì không có đam bên anh hùng, cũng tiếp nối câu chuyện như ngày cũ trước, là nói chung là ạc này gần như là 100% là phải lấy con tăng top, còn không có con tăng top là gần như là ra tới meta là coi như bỏ tháp luôn, bỏ luôn các chế độ BB luôn. Và còn coi thử là trong cái chế độ quyết đấu này là có chăm đánh không. Rồi chăm đánh, đánh hết đầy đủ luôn, bậc thầy nha, ráng còn quýnh lên bậc thầy được đấy. Rồi ok đấy, thì coi thử là về huy chương nữa, coi thử chết huy chương luôn. Huy chương thì chắc vẫn đang nâng trường lực thôi, huy chương sắc bén trái tim. Rồi ok, thì khi mà đã có skin rồi nha, anh em nào mà server tầm 400 hay là 300 gì đó thì mà có skin rồi thì chịu khó vô đi ảo cảnh nha mấy anh em. Chịu khó vô đi ảo cảnh rồi, có chăm đi nè, chịu khó mấy anh em chịu khó vô đi ảo cảnh này, nó có quà hạng dài, có skin trong đi ảo cảnh dễ dàng luôn. Đây nè. Đây, giảm còn 20% nè, 2K6 nè, mấy cái này thì đắt thôi rồi. Đó, hết chắc mới mua vi đen sao hết kim cương luôn, để vô chết nó mua vi đen.
mua mua vé đen chưa? À mới mua được nửa, được mấy cái 10 vé đó thì chốt lại ặt này là nên định hướng qua cho định hướng là qua bên anh Hùng đi, tại vì anh Hùng hiện giờ, tại vì anh Hùng hiện giờ là đang thiếu quá, cực kỳ thiếu cho cái ặt này luôn, cho nên là nên hướng về phía anh Hùng để xây dựng đội hình anh Hùng, ít nhất là hai con, ít nhất là có hai con, một con HP hoặc là một con tướng công nào đó để gánh đam chủ lực cho phía bên anh Hùng để đi ải. Chứ bây giờ tính năng chiến thuật mà giờ này hầu như chưa có một cái cam nào luôn hay sao, đúng không? Có được mấy cái, có được vài cái đó, có được vài cái thì tính năng chiến thuật bây giờ ít quá. Bây giờ nếu mà bỏ tiếp một con tăng tớp nữa là gần như là cút luôn đó nha, nói trước nha, bỏ thêm con tăng tớp nữa là gần như là cút luôn khỏi meta đó nha. Cho nên là cân nhắc, phải cân nhắc cực kỳ nhiều và chơi chăm lại một tí để cho bù cấp lại cấp số cấp đã thọt trong server. Rồi, ok. Đây là những cái tư vấn của Ad Flash Genji ở server 376. Ok.